10 khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Malaysia. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Ghiền Địa Lý. Không biết là có bạn nào ở đây đã từng đến Malaysia chưa ạ? Nếu rồi thì các bạn hãy comment xác nhận xuống phía dưới nhé. Như các bạn đã biết, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, sở hữu điều kiện khí hậu và lịch sử phát triển với nhiều nét tương đồng. Hai quốc gia đã sớm ký kết quan hệ thương mại ngoại giao song phương nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, giữa hai nước cũng tồn tại những khác biệt rất lớn về định hướng kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Hãy cùng với Ghiền Địa Lý khám phá và tìm hiểu những khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Malaysia là gì các bạn nhé! Trước khi đi vào nội dung video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1. Về địa lý. Việt Nam là một quốc gia ven biển nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương. Biên giới đất liền tiếp giáp với nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc ở phía Bắc, Lào, Campuchia ở phía Tây, phía Đông và Nam là biển Đông rộng lớn. Lãnh thổ Việt Nam có hình chữ S trải dài từ Bắc xuống Nam với chiều dài là 1.650 km. Sở hữu vị trí địa chính trị và kinh tế cực kỳ quan trọng, Việt Nam chính là cửa ngõ giao thông quan trọng trên bộ nối liền Ấn Độ Dương sang đến Thái Bình Dương. Trong khi đó, Malaysia nằm tại phía nam của khu vực Đông Nam Á. Lãnh thổ Malaysia bị chia tách thành hai phần qua Biển Đông. Quốc gia này có tổng diện tích đất liền là 329.847 km2, tương đương với Việt Nam. Malaysia có đường biên giới trên bộ giáp với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trên biển tiếp giáp với Singapore, Việt Nam và Philippines, giáp biên giới với Campuchia qua vịnh Thái Lan. Về địa hình, 3/4 diện tích đất liền của nước ta là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 lãnh thổ. Địa hình núi cao chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây và Tây Bắc, thấp dần về phía Đông Nam. Còn địa hình Malaysia chủ yếu là đồi núi và các đồng bằng duyên hải trải rộng. Phần bán đảo chiếm tới 40% diện tích đất liền. Phần Đông Malaysia có kết cấu địa hình rất đa dạng bao gồm các miền ven biển, nội lục đồi núi, đồi và thung lũng. Đỉnh núi cao nhất ở Malaysia là Kinabalu với độ cao là 4.095m so với mực nước biển, trong khi Việt Nam sở hữu nóc nhà Đông Dương dãy Phan Xipang với độ cao thực tế 3.143m. 2. Dân số. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc thông báo trên website chính thức dânso.org, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, dân số Việt Nam là 99.140.287 người, đứng thứ 15 trên thế giới. Con số này đối với Malaysia là 33.280.881 người, xếp hạng thứ 45. Như vậy, dân số Việt Nam gấp 3 lần dân số của nước bạn. Tương đồng với tỷ lệ chênh lệch dân số, mật độ dân số của Việt Nam 320 người trên km, gần gấp 3 lần Malaysia với 101 người trên km2. Việt Nam có tổng diện tích đất là 310.060 km2 với 38,05% dân số sống ở thành thị, chiếm khoảng 1/3 dân số, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Malaysia dù chỉ sở hữu diện tích đất nhỉnh hơn một chút, ước tính là 328.543 km2, song quốc gia này lại có đến 77,7% dân cư sinh sống và làm việc tại khu vực thành thị, gấp đôi con số ở nước ta. Đặc biệt, Việt Nam và Malaysia được biết đến là hai quốc gia có cán cân dân số khá trẻ. Độ tuổi trung bình của người dân Việt Nam là 33,3, còn Malaysia là 31,0 tuổi. Đây chính là một lợi thế quan trọng tạo điều kiện cho hai nền kinh tế tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 3. Về hành chính. Việt Nam được chia thành 63 tỉnh thành và 5 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn nhất cả nước với số dân hơn 8 triệu người. Kế tiếp là Hải Phòng với hơn 2 triệu dân, tiếp sau là Đà Nẵng và Cần Thơ với dân số hơn 1 triệu người. Malaysia là một liên bang gồm 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang, được phân thành 2 khu vực với 11 bang và 2 lãnh thổ liên bang nằm tại Malaysia bán đảo. 2 bang và 1 lãnh thổ liên bang còn lại nằm ở Đông Malaysia. Cả nước gồm 18 thành phố lớn nhỏ, chỉ duy nhất Perlis có thị trấn trực thuộc. Dân số tập trung đông đảo nhất ở thành phố Kota Baharu và thủ đô Kuala Lumpur với xấp xỉ 1,5 triệu người, gần gấp đôi những cái tên còn lại xuất hiện trong top 5. 4. Chế độ chính trị. Mặc dù cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, song Việt Nam và Malaysia lại sở hữu hai chế độ chính trị hoàn toàn khác biệt, tạo tiền đề cho định hướng phát triển về mọi mặt của cả hai nước. Việt Nam là một quốc gia độc đảng, đi theo nguyên mẫu nhà nước xã hội chủ nghĩa với một đảng cầm quyền duy nhất. Các thành tố cấu thành thể chế chính trị ở nước ta bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế đến là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một tổ chức thành viên của mặt trận, vừa là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị.
nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị. Malaysia theo mô hình quốc gia quân chủ, tuyển cử lập hiến với quốc vương là lãnh đạo tối cao. Hệ thống chính trị của Malaysia theo mô hình gần với hệ thống quốc hội Westminster, một di sản của chế độ thuộc địa Anh. Với tính chất là một nhà nước quân chủ, quốc vương được bầu theo mỗi nhiệm kỳ 5 năm từ 9 quân chủ kế tập của các bang Mã Lai, 4 bang còn lại có nguyên thủ trên danh nghĩa sau không tham gia vào việc tuyển lựa. Theo thỏa thuận không chính thức, vị trí quốc vương sẽ do quân chủ 9 bang luân phiên nắm giữ. 5. Về kinh tế. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam năm 2021 là 368 tỷ đô, xếp hạng 41 thế giới, trong khi đó Malaysia đứng ở vị trí thứ 39, trên Việt Nam 2 bậc với tổng GDP ước tính 371,11 tỷ đô. GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021 là 3.743 đô một năm, của Malaysia là 11.125 đô một năm, gần gấp 3 lần so với nước ta. Với mức GDP nói trên, Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng thứ 124 và 69 trên bảng xếp hạng GDP toàn cầu năm 2021 với khoảng cách 55 bậc. Xét về thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương PPP, theo ghi nhận của World Bank, trong năm 2021, Việt Nam đứng thứ 6 từ trong số các quốc gia khu vực Đông Nam Á với thu nhập bình quân khoảng 11.040 đô. Con số tương ứng của Malaysia đạt khoảng 28.730 đô, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và 61 trên bảng xếp hạng PPP toàn cầu. Như vậy, tuy GDP chênh lệch không nhiều nhưng giữa Việt Nam và Malaysia lại tồn tại khoảng cách rất lớn nếu xét về thu nhập bình quân PPP. Xét về quy mô nền kinh tế trong năm 2021, Việt Nam và Malaysia lần lượt chiếm cho mình vị trí thứ 5 và 6 tính riêng trong quy mô khu vực Đông Nam Á. Mặc dù bị Malaysia vượt qua về tổng GDP và GDP bình quân, song Việt Nam vẫn được đánh giá là ngôi sao sáng triển vọng của khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, vượt mặt những Thái Lan, Singapore hay cả Malaysia trong tương lai. 6. Quân sự. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2022, Việt Nam xếp hạng 28 thế giới, Malaysia xếp thứ 48, cách nhau 20 bậc. Đầu tiên về chi tiêu cho quốc phòng năm 2021, Việt Nam là 6,2 tỷ đô, còn Malaysia là xấp xỉ 3,8 tỷ đô. Về quân đội, Việt Nam có 510.000 quân nhân, trong đó có 470.000 quân thường trực. Con số tương ứng của Malaysia 215.000 với 115.000 quân nhân thường trực. Về không quân, bỏ qua các yếu tố về sức mạnh công nghệ của trang thiết bị, Việt Nam sở hữu 218 máy bay quân sự, trong khi Malaysia có 144 chiếc. Về lực lượng mặt đất, Việt Nam sở hữu 2.044 xe tăng, 4.420 xe bọc thép, 50 pháo tự hành, 599 pháo kéo, 760 dàn phóng tên lửa. Riêng Malaysia chỉ sở hữu 48 xe tăng, 1.708 xe bọc thép, 0 pháo tự hành, 196 pháo kéo cùng 54 dàn phóng tên lửa. Cuối cùng là tiềm lực hải quân, Việt Nam gồm 109 hạm đội, sở hữu 9 tàu chiến, 14 tàu hộ tống, 54 tàu tuần tra, 6 tàu ngầm. Malaysia có 82 hạm đội với 3 tàu chiến, 6 tàu hộ tống, 29 tàu tuần tra cùng 2 tàu ngầm. Những số liệu này đã phần nào chứng tỏ sự vượt trội toàn diện về tiềm lực quân sự của nước ta so với nước bạn. Đặc biệt không chỉ tập trung ở đầu tư cho quân sự, sức mạnh đáng gờm của quân đội Việt Nam còn nằm ở tinh thần đoàn kết, quả cảm và sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điều này đã được chứng minh xuyên suốt chiều dài lịch sử, từ thời chiến đến thời bình, giúp chúng ta trở thành tấm gương lừng lẫy, dẫn đầu phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do trên toàn thế giới và luôn chiến thắng những kẻ thù xâm lược với lực lượng mạnh hơn gấp nhiều lần. 7. Về văn hóa. Nhìn chung, sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Malaysia chủ yếu xuất phát từ tương quan về tôn giáo. Nếu Việt Nam sở hữu một nền văn hóa đa dạng và đậm đà bản sắc, trải dài từ Bắc vào Nam, thì nền văn hóa của Malaysia mang đậm màu sắc Hồi giáo. Cụ thể, Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại sở hữu những phong tục tập quán khác nhau. Chính điều này đã tạo ra sự đa dạng và giao thoa văn hóa cực kỳ thú vị. Xét bản chất, nền văn hóa Việt Nam vốn được xếp vào nhóm liên văn hóa, được tạo ra bởi quá trình giao lưu, qua lại lâu dài giữa các tộc người, các nhóm cư dân trong một quốc gia, giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong và ngoài khu vực. Malaysia là một trong những đất nước có nền văn hóa đa dạng và độc đáo trên thế giới. Văn hóa Malaysia chịu ảnh hưởng nhiều của phương Tây do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng cũng đậm đà những nét văn hóa phương Đông thuần túy do ảnh hưởng của các nước láng giềng như Trung Quốc, Ấn Độ. Hơn 60% dân số Malaysia theo đạo Hồi, vì thế văn hóa chung tại đây chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những quy chuẩn, khuôn mẫu và phép tắc của Hồi giáo. 8. Tôn giáo. Tôn giáo tại Việt Nam khá đa dạng, gồm có Phật giáo, cả Đại Thừa, Tiểu Thừa và một số tông phái cải biên từ Hòa Hảo.
Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội. Kitô giáo gồm Công giáo và Tin lành, tôn giáo nội sinh như Đạo Cao Đài và một số tôn giáo khác. Các loại hình tín ngưỡng dân gian cũng có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam. Một lượng đáng kể người dân tự xem mình là người không tôn giáo, mặc dù họ có đi đến các địa điểm tôn giáo vào một vài dịp trong năm. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng có chỗ đứng rất quan trọng trong tâm tưởng của đa phần người dân Việt Nam, được thực hành bởi đa số dân cư dù họ có theo tôn giáo nào hay không. Trong khi đó thì Malaysia là một xã hội đa tôn giáo và đạo Hồi là tôn giáo chính thức hay quốc giáo của Malaysia. Ngoài ra một số tôn giáo khác hiện có nước này bao gồm Phật giáo, Kitô giáo, Hindu giáo và một bộ phận nhỏ còn lại được tính vào các đức tin khác gồm Thuyết Duy Linh, Saman giáo, Đạo Sikh, Baha'i, Đạo giáo, Khổng giáo và các tôn giáo truyền thống Trung Hoa khác. Cho tới tận thế kỷ 20, những đức tin truyền thống vẫn được coi là có số người tin tưởng cao hơn con số chính thức của Malaysia. Dù theo lý thuyết Hiến pháp Malaysia đảm bảo thực thi tự do tôn giáo, trên thực tế tình hình lại không đơn giản như vậy. Những đạo không phải là Hồi giáo phải chịu nhiều hạn chế về hoạt động như xây dựng nơi hành đạo và tổ chức các sự kiện tôn giáo của mình tại một số bang Hồi giáo. Tuy nhiên, người Hồi giáo bị bắt buộc tuân theo các quyết định của các tòa án Hồi giáo Sharia. Do những ảnh hưởng của tôn giáo tương đối khắt khe, người Malaysia khá quan trọng về tác phong và lễ nghĩa. Do đó nếu có dịp du lịch đến quốc gia này, bạn phải ghi nhớ các điều luật cấm kỵ như không thể hiện hành động thân mật nơi công cộng, không ăn mặc hở hang và đôi khi trên đường phố, du khách có thể bắt gặp những tấm biển cấm hôn nhau được viết bằng cả 4 thứ tiếng. 9. Du lịch. Với lợi thế vượt trội về cảnh quan và sự đa dạng văn hóa, chi phí lưu trú rẻ và đồ ăn ngon, dễ hiểu khi cả Việt Nam và Malaysia đều tập trung phát triển ngành du lịch, qua đó thu hút một lượng lớn du khách ghé thăm mỗi năm. Theo số liệu thống kê năm 2019, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đã chạm mốc 18 triệu lượt người, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch năm 2019 cũng đạt ngưỡng 726.000 tỷ đồng, tương đương 31 tỷ đô, giúp nước ta vươn lên vị trí thứ tư trong khu vực Đông Nam Á. Cũng trong năm đó, Malaysia ghi nhận đến 26,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, mang về doanh thu hơn 20 tỷ đô, tăng 3,6% so với năm 2018. Nếu chỉ xét riêng trong phạm vi Đông Nam Á, Việt Nam và Malaysia luôn nằm trong danh sách các quốc gia dẫn đầu khu vực về du lịch. Đáng chú ý, Việt Nam đang trở thành điểm đến sáng giá được du khách nước ngoài yêu thích, thể hiện qua mức tăng trưởng vượt bậc trong những năm trở lại đây. Với thành tích 4 lần được vinh danh ở hạng mục điểm đến hàng đầu châu Á, các năm 2018, 2019, 2021 và 2020 tại World Travel Awards, Việt Nam đã liên tục chứng tỏ vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu lục và thế giới. Riêng năm 2022, Việt Nam cũng trở thành điểm đến thiên nhiên năm 2022. Hà Nội là thành phố hàng đầu, thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến du lịch kết hợp công tác. Hội An đứng đầu hạng mục thành phố lễ hội văn hóa, Đà Nẵng là thành phố lễ hội và tổ chức sự kiện. Nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á và sở hữu tiềm năng du lịch biển đảo vượt trội, Malaysia còn được khách du lịch trên thế giới ưu ái gọi bằng những mỹ danh như quốc gia trăm đảo hay thiên đường nhiệt đới của châu Á. Đặt chân đến Malaysia, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nền văn hóa lâu đời đa dạng, đậm đà âm hưởng truyền thống và màu sắc đạo Hồi. Bên cạnh những phong cảnh tuyệt đẹp cùng các lễ hội vô cùng độc đáo, nét nổi bật của du lịch Malaysia là các sản phẩm du lịch đa dạng, đẳng cấp quốc tế với mức giá cạnh tranh. Trong số đó, nổi bật nhất đó là hình thức du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái kết hợp với vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm, các địa điểm mua sắm. Ngoài ra, thì nước này cũng theo đuổi định hướng phát triển du lịch y tế, nghệ thuật và văn hóa. 10. Ẩm thực. Có thể nói ẩm thực chính là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng vai trò tổng hòa những nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia. Đây cũng là điểm khác biệt đáng kể, phản ánh nếp sống, thói quen và tạo nên nét cuốn hút đặc trưng riêng của từng dân tộc. Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, có lẽ bánh mì, bánh xèo và phở sẽ là những món ăn đại diện nổi bật hơn cả. Nhiều lần xuất hiện trong bảng xếp hạng các món ăn ngon nhất thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng vinh dự xuất hiện trong top 8 nền ẩm thực mới nổi có sức lan tỏa do CNN bình chọn. Trong văn hóa Việt Nam, ăn uống là cả một nghệ thuật, nó không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản của con người, mà nó còn có mối quan hệ mật thiết đến lối sống, truyền thống dân tộc, được thể hiện rất rõ qua những dụng cụ được dùng trong bữa ăn, cách ứng xử với mọi người trong khi ăn. Vì thế, việc ăn uống còn minh chứng cho lịch sử và sự hình thành nền văn hóa của Việt Nam. Các nguyên liệu gia vị để chế biến món ăn rất phong phú, bao gồm nhiều rau thơm, gia vị thực vật, quả hoặc lá non, kết hợp cùng gia vị đặc trưng của các dân tộc Đông Nam Á. Nét quyến rũ của món ăn Việt Nam nằm ở hương vị đậm đà, được tạo ra từ sự hòa quyện của các nguyên liệu, không quá ngọt, quá cay hay quá béo.
Bắt nguồn từ sự đa dạng về văn hóa, Malaysia cũng chính là điểm giao thoa của các phong cách ẩm thực khác nhau. Đồ ăn Malaysia được đánh giá cao bởi sự pha trộn thú vị với vị cay nồng của ẩm thực Ấn Độ, kết hợp cùng vị béo và ngọt nhẹ của ẩm thực Trung Hoa. Song song với đó là điểm nhấn từ gia vị phương Tây, nhấn nhá bằng chút hương vị đặc trưng của người Malaysia bản địa. Vì là một đất nước Hồi giáo chính thống nên ẩm thực Malaysia không cho phép sử dụng thịt heo cùng một số gia vị trong quá trình chế biến. Tuy nhiên không vì vậy mà những món ăn ở Mã Lai mất đi sự phong phú và đa dạng. Các nguyên liệu chính được sử dụng để nấu nướng bao gồm thịt bò, dê, cá, kết hợp cùng các loại rau củ quả theo mùa để tạo thành các món ăn đặc biệt thơm ngon. Đặc biệt, người Malaysia chỉ sử dụng những nguyên liệu còn tươi sống nhằm giữ được tối đa hương vị của thức ăn. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là 10 khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam với Malaysia. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là mỗi quốc gia thì đều có một lợi thế phát triển riêng và vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trên con đường phát triển. Sở hữu những đặc điểm tương đồng về địa hình, lịch sử đấu tranh cùng sự đa dạng về văn hóa. Rất mong rằng Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục duy trì một quan hệ hợp tác song phương, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực. Và nếu cảm thấy video thú vị thì đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo về video tiếp theo của Ghiền Địa Lý các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.